Xin chào tất cả mọi người. Phúc rất là vui bởi vì là mỗi một lần tham gia một cái chương trình về các ông bố là một cái năng lượng tích cực ở đâu nó tràn về và nó ùa về, nó ập vô người Phúc. Cho nên khi mà Phúc được làm chương trình bố là tất cả cùng với MC diễn viên Phương Lan xinh đẹp thì Phúc cảm thấy rất là vui. Và Phúc mong rằng là các ông bố tự tin đi, không được chơi mình cứ đăng ký thử mình chơi đi, biết sao mình có giây phút với con mình, bởi vì các bé nó sẽ lớn rất là nhanh và cái khoảnh khắc này khoảnh khắc tuyệt vời vô cùng, sẽ là một kỷ niệm đẹp. Tại vì Phúc đã từng tham gia những cái game dành cho các ông bố, Phúc biết ở nhà đó thì các bé chơi với mẹ là bình thường, mẹ yêu các bé là bình thường. Thế nhưng có bao giờ các bé nói con yêu bố chưa, hoặc có bao giờ bố nói bố yêu con chưa? Nó khó lắm mọi người, tại vì giữa các bố với các bé nó lúc nào nó cũng có khoảng cách gì đó mà không thể diễn tả được. Phúc nghĩ với bố là tất cả sẽ giúp cho các bé các bố gỡ khúc thắt này, bỏ hết những cái rào cản và đến với nhau. Thực sự sẽ là một cái sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích. Thật ra thì khi mà được lời mời dẫn chương trình bố là tất cả thì Phúc hơi hồi hộp tí xíu, tại vì là hồi nào giờ là mình chơi thôi, vai trò là ông bố, nhưng mà chưa bao giờ là mình dẫn một chương trình về ông bố, không biết là mình có giúp được gì cho các ông bố không và có ổn không. Mà lúc nào á Phúc cũng tâm lý là người chơi mọi người, cho nên thành ra là các ông bố hồi hộp mình cũng hồi hộp theo, nên là rất là căng thẳng, cũng mà nghiên cứu kịch bản, cũng theo dõi format và thậm chí là tập đi tập lại rất là nhiều. Cho nên là khi tới khi bắt đầu quay những cái tập đầu tiên thì Phúc cảm thấy ôi rất là nhẹ nhõm và rất là thú vị. Và với Phúc á thì những cái giây phút mà chơi với con á là một cái điều gì đó nó rất là quý và nó rất là thiêng liêng. Phúc nghĩ rằng là kệ đó, cho dù mình bận rộn mình làm cái gì đó, mình lúc nào mình cũng dành một chút ít đi làm về mệt chơi con một tí, hoặc là gọi điện hỏi thăm hoặc nói chuyện, mà lúc nào cũng chơi với con thì tự nhiên các con thấy là các bố không bao giờ khó tính, không bao giờ căng thẳng hồi hộp nữa. Nên là với bản thân Phúc thì Phúc thấy là cái game show bố là tất cả là một cái game show rất là thú vị, nó cũng giống như món quà dành cho Phúc và các ông bố nữa. Chỉ còn một ngày nữa thôi, mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho bố là tất cả với các vòng thi như là tình yêu của bố nè, tâm ý tương thông và bữa ăn yêu thương, và ủng hộ cho Phúc và người bạn dẫn em gái nhỏ nhắn dễ thương lý lắc xinh xắn duyên dáng và vô cùng có chút cà khịa đó mọi người, Phương Lan nha mọi người. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho cặp đôi mới bá đạo này với bố là tất cả. Phúc hy vọng đây sẽ là một món quà mà tất cả ekip, tất cả mọi người dành cho các ông bố và đặc biệt là các bà mẹ ở nhà nữa. Hãy luôn yêu thương và hãy luôn dành tình cảm cho rất nhiều những người thân của mình, trong đó có mẹ, có bố, có ông bà mình nữa. Và đừng quên theo dõi bố là tất cả được phát sóng vào 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập đầu tiên. Chỉ còn một ngày nữa thôi nha. Bố là tất cả, xin chào, bắn tiếp.